Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been really long time since I make a English video, but now I come back and I hopefully you guys like this video today. So in this video I'm going to show you how to clear the Punisher Crypt with Free to Play Monster as much as possible and today i'm in uh, Alvin account, a really good buddy of me he is twin master and um, the reason why i'm not doing it on my cow because i fed pang like the like for a for mistake so this team is really consistency between 1 minute and 10 second or less than that but 1 minute and 10 second is like really consistent and it's like successful ray is 100% um and the key of this team is the homunculus use skill one because he hit four time with dot on each turn and uh, this skill over here give branding effect and this skill over here uh make continuous damage as well so uh, remember all this skill and this is the rune over here um uh, next one's gonna be vert he's gonna be on uh, vampire nemesis but ideally you should put him on vampire um, revenge for like maximum effect on this dungeon next one gonna be pang she's on vampire for like a little bit tanky and will because i guess alvin used pang in another dungeon as well so he put will on her or um, he might use her on Gilwa often or defend as well the next one gonna be raok second awakening he haven't like full skill up him but raok he put him on rage and blade uh ideally if you like early game you could put him on like um vile and revenge to maximize his possibility to put more out and cycle the turn and the last one gonna be Jutan. He is on double nemesis and focus because he needs accuracy, a little bit accuracy to put uh, the passive and the dot on skill one or skill two. Yeah, on skill one onto the boss. Okay, talk less, let's go. So one thing that Alvin have told me is uh, you have to met the right turn order which is bird gonna move first and the next one gonna be the jutan next one gonna be raw oak and um, this homunculus and last one gonna be the pang so basically this team um just go straight for the boss I yeah boss bot okay Go straight for the boss, and uh, the homunculus do a lot of thing over there. The pang as well. And the Raok, -Ok, the reason why he put Raok -Ok on rage is because to maximize the damage. So the Raok -Ok can kill the mid bot like in uh, one turn when he gets a turn. Okay, the vert, uh, the vert, he put him move first is because of the speed tune. Uh, those damage dealer tend to not have a lot of speed, so he decided to put the vert go first and the Chutan moves next. So the Chutan gonna put the arm break on the last boss over here, and put one dot as well. Uh, okay. So he used the second skill over there. Okay, and the Pang gonna extend the bad effect on the boss. And he do armor break again and the boss because the boss is a light attribute so it's gonna hit Jutan every time. Uh, which uh, give a little bit of damage on the boss because the damage based on 12% of Jutan HP. So now you guys can see it's like one minute and 29 seconds because I click um, I have uh, I haven't like click out too so it takes more than 10 seconds but let's see on this run to show you guys to, to show you guys how effectiveness of this team and how consistency this team is okay so vert move first to tanmu next uh, Raok, and homunculus and last one gonna be pang to attend the bad effect on the boss and miss bot as well so over there is kind of unlucky because Raul cannot finish the mid boss, but I think this run gonna be faster than uh, the last run. Okay, did that. Putting uh, Jutan on this, uh, dungeon is really smart. It's because the boss on will hit Jutan and the boss, gonna cause damage on itself uh not much but uh it will make the run gonna be faster okay so okay hit the bot as well and uh this team is like a 100 percent free to play i wouldn't recommend like really newbie to try to finish the dungeon is because pang hoh is like uh quite a long time ago maybe five or six months i don't remember but you need to have pan to uh, make this make this like run smoothly i tried to use yin in this dem this dungeon before but she is not that effective because when you decree the boss attack bar Eventually, he gonna gain attack bar, so it's not uh, consistency at all. Pang, in other hand, she gonna like uh, increase the dot time, and uh, she have the dot from herself as well. On top of that, she have like the passive that reduce the beneficial effect time, which make the boss like less hit less hard because eventually one up the two tower gonna give him attack buff so uh, all defend buff which is pretty bad if you want to go like wrong like long time beating the boss stage okay sorry because my voice is kind of cracking up i haven't do like an english video for so long and over here four more dot and the bot is die so basically the idea of this dungeon is try to put more dot as possible on the boss and the runtime is like one minute and ten seconds or it can be less than that uh let's try to run one more to see if we can get like a faster run on this okay so Raok doing pretty pretty good job over here. I think like the faster the run is the more proc the Raok get because Raok on race so he hit like a truck. Okay, over here okay doing this <laughs> the boss basically died because of the dot which is pretty pretty crazy okay i think that is good too because have branding effect on uh, the thing okay and the good thing about this one is you don't have to max kill anything i mean you can max kill the homunculus to get a faster run Of you should uh, max Q vert but it's not like the thing that you should a 100% max Q vert okay hang hit and increase the dot okay and i think the boss die next turn okay okay that's it for my video today i'm gonna go with like more content in the future because you know the big update so i have a lot more stuff to do in this game and hope you guys like this video don't forget to hit the like button and subscribe to support my channel and we are really, really close to hit uh, 2000 subscribers thank you guys a lot and see you guys in my next video as always bye Ok, xin chào xin chào các bác. Hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới nói từ từ không thôi, thôi cắn lưỡi uh, thì cái video này mình sẽ làm ở Alvin account Alvin là cái người mà gọi là sư phụ của mình nó đã chỉ mình cái cách chơi twin cách chơi song sinh như thế nào để đạt được g2 ata và bây giờ thì uh, Alvin vẫn chơi twin thôi nhưng mà không chơi ở ạt này nữa mà là chơi ở ạt một ad baby ạt phụ khác ạt này thì bây giờ chơi cc ok thì bắt đầu đến với cái chương trình hôm nay Chương trình hôm nay đó chính là cách free to play làm sao mà đánh cái con bot ốm này nha Bot ốm này mình không biết tên tiếng Việt nó là gì nhưng mà tên tiếng Anh nó um, dịch ra Thực ra mình không biết dịch nó làm sao nữa nhưng mà gọi là con bot ốm đi nha Thì cái lý do tại sao mình lại chơi um, cái ạt Elvin hôm nay, mình mượn ạt của ảnh Là bởi vì là mình đã lỡ lậu mất con Pang mà mình không biết tại sao và con Pang này không rất là quan trọng thì đầu tiên trước khi mà đi vào giải thích cái tim này thì mình sẽ nói tại sao con pang nó quan trọng con pang là nó có thể bởi vì cái nội tại của nó nó có thể tăng lên cái hiệu ứng có hại và nó giảm đi một lượt hiệu ứng có lợi và con bot này á, thì lúc nào nó cũng sẽ nhận được là uh, speed buff, có nghĩa là tăng tốc độ và mình nhớ không lầm thì nó hình như còn có cái tăng đép hoặc là tăng attack nữa thì công pang này rất là tốt và một điều nữa thì công pang này nó tăng lên cái hiệu ứng có hại có nghĩa là nó sẽ bỏ đót lên đối thủ là bỏ đầu lâu lên đối thủ và nó sẽ tăng lên luôn có nghĩa là bỏ lên rồi nó sẽ tăng lên và công pang này nó đi cuối tim và một điều quan trọng nữa là đối với cái tim này, tim này chỉ đi là một phút 10 giây thôi hoặc là có thể dưới một phút 10 giây nhưng mà lúc nào cũng nó nó cũng ở cái mức là một phút 10 giây hoặc là trở trở xuống hết á. Thì cái tim này yêu cầu tim á là phải đi đúng thứ tự và cái thứ tự đó là đầu tiên con vơ đồ sẽ đi trước. Đây là con vơ đồ nha thường á, thì mình sẽ uh, mình sẽ uh, thích hơn khi mà con vơ đồ này nó đi revenge nhưng mà mình nghĩ là anh alvin ảnh uh, thiếu á nên anh bỏ nemesis vào thì đây là run của ảnh thì uh, một chút máu một chút đép và mình nghĩ là speed 138 thì không có khó để đạt đâu Tại vì bây giờ những cái ạc mà đi cái ải này toàn là ạc mid game không à Hoặc là ạc mà chơi cỡ chừng 6-7 tháng Mà 6-7 tháng là lúc đó, nó là mình nghĩ là cái ải của con thang này nó đã ra rồi Nên ít nhất á, các bạn cũng đã có một con thang Rồi cái lượt thứ hai là con uh, Chutan nó đi con second awake có nghĩa thức tỉnh lần 2 tại sao bỏ con Jutan vào? Bỏ con Jutan vào là tại vì nó con boss là hệ line nó sẽ tấn công con Jutan thôi và con Jutan nó nên đi double nemesis với lại uh... Uh, focus có nghĩa chính xác run chính xác tại sao như vậy là khi mà con bot nó đánh vào con chutan thì con chutan lên máu lên máu và nó sẽ đánh lại con boss thì nó sẽ gây đót ở chiêu 1 bởi vì cái nội tại và chiêu 2 nó có thể là heal block với lại là nó có thể trừ giáp luôn nên con chutan rất là tốt ai chưa có chutan thì nên build chutan và con thứ ba đó chính là con rõ ốc con rõ ốc này các bạn không cần phải build nó nó thiệt là dữ dội như vậy đâu tại vì con mình thấy con rô này nó quá là dữ dội thì mình nghĩ là con rô ốc đi ray với lại đi uh, Deep Lay thì đúng rồi nhưng mà không cần đam phải là cao như vậy đâu tại vì anh elvin uh, cũng có run lay đó thì đây là run của con rô nha thì thứ tự tiêm đi là con uh, Verdor đi rồi tới con chutan đi rồi tới con rô ốc đi rồi tới con homunculus homunculus nè đi theo cái đường mà đây cho các bạn coi chiêu nha tại vì chiêu một nó đánh bốn lần và nó gây dam nối tiếp là bốn lần nếu mà may mắn chiêu hai thì nó bỏ cái branding khắc dấu lên và chiêu ba nó cũng gây dot luôn thì đây là con uh, homunculus con homunculus này đó thì mình nghĩ là ai mà chơi thì cũng đã build một con homunculus rồi và nếu mà đã làm xong cái nhiệm vụ của homunculus á là nó còn cho một cái để đổi hệ homunculus nữa nên là mình khuyên các anh em nên đổi qua hệ của con uh, homunculus đi <laughs> tên thánh nhỏ phải rồi. Um, thì homunculus đi uh, đi vam đi hút máu với lại đi bộ uh, bảo hộ nha tại vì vậy cho nó trâu. đam thì cũng cần nhiều, đâu. nói chung là chỉ để mà gây đam nối tiếp thôi. Đây là con Rốc. Đây là con Pang Pan, pan á, thì đi uh, ờ uh, vam với lại will không cần will cũng được vam với lại uh, revenge cũng được nha tại vì con pang này mình nghĩ anh uh, alvin anh bỏ vào gui á đánh gui luôn á nên là đi uh, đi will ok nói lại một lần nữa là cái thứ tự tim đi nha con vơ đồ sẽ đi trước nó kéo hết tim đi xong rồi con chuta nó sẽ trừ cháp xong rồi con rỗ nó đi để may mắn nó có thể kéo con vơ đồ để nó có thể kéo một lần nữa rồi lượt sau á, là con tiếp theo là con homunculus đi để nó khắc dấu và con pan á, đi cuối cùng cuối tim để cho nó uh, tăng cái hiệu ứng có hại lên và nó giảm cái hiệu ứng có lợi nếu mà con bot á, nó có hiệu ứng có lợi như speed buff hoặc là nó có uh, attack có kiếm trên đầu thì nó có thể giảm lại và cái tim này thì auto thẳng bot giữa nha bot giữa và bot chính luôn không cần đánh đi đâu hết tim này rất là ổn rất là ok luôn và một điều nữa là cái nội tại của con uh, Chutan này á khi mà bị địch đánh vào mà bị đánh vào mà nó mà quýt á thì là nó sẽ uh, phản lại với 12% máu của nó lên cái đối phương mà đã đánh vào nó. Ok con vơ đồ đi trước nè. Nó may mắn nó sẽ uh, đi vào lần 2 rồi tới con Chutan rồi tới con Úc rồi đây là con homunculus uh, đi thứ ba và con pan uh, không con homunculus đi thứ tư và con pan đi cuối cùng má uống miếng nước vừa nói cắn lưỡi uhm. ok anh em á uh, mình cảm ơn uh, anh em rất là nhiều tại vì là sự ủng hộ cái lượt quay trở lại của mình thì mình sẽ ra thêm nhiều nhiều video mới để hướng dẫn cho mọi người đi cái tim như thế nào với uh, gọi là free to play nhất có thể nha Uh, và đừng quên nhấn like và đăng ký Kênh của mình để ủng hộ kênh của mình nha tại vì uh, các bạn biết rồi nếu mà không có like uh, không có lượt view nhiều quá uh, thì mình và là không có động lực để làm video đó Nói chung là ở đây thì nó bỏ đót lên cũng khá là nhiều và thời gian đi là một phút 16 giây mình thử đi thêm ba lần nữa để cho mọi người coi nha để cho mọi người coi uh, như thế nào và uh, cái tim này nó uh, nó 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 gọi là sao ta consistent có nghĩa là đi á, lúc nào cũng thành công. Tỷ lệ thành công của team này một trăm phần trăm, mình chưa thấy nó tập bao giờ luôn á. À, và ngày mai thì mình sẽ boss lên cái team đi con mập nha. Con mập là cái con màu vàng vàng, con pháo pháo đài gì đó. Còn mình không có biết tiếng việt nó là cái tên gì. À, thì hôm nay mình làm team con ốm, mai mình làm team con mập nha. rồi à, ok. À, ở đây thì hơi thọt một chút nha tại vì không có trừ giáp đó nên đánh hơi lâu kê okay, ở đây ba đó nữa thì mình nghĩ nó chết rồi không có không có cửa nào mà sống qua hết đó hết á thì uh, có con pan này nó cũng rất là tiện ha nó giờ con pan đánh vô là quá ok tiếp rồi đánh tiếp nó thấy chưa nói chung á, uh, là cũng phải có run chút xíu mới đi được ải này nha tại vì mấy bác biết rồi không có mà uh, gọi là mới early game mới là newbie mà chơi được cỡ ba bốn tháng mà đi được cái team này đâu không, không, không mình nghĩ là cái team này là từ bảy tám tháng trở lên phải có một chút đỉnh run rồi mới hãy bắt đầu cày cái này tại vì không có một cái gì hết á mà cày thì làm sao mà cày đúng không tại vì cái ải mới này mình đánh mình còn thấy mệt <cười> <cười> huống chi là newbie newbie thì thôi rồi đó ok nó sẽ đánh vô con này đó thì nó sẽ bảo kê hết mấy con này của mình nha rồi bây giờ nó đánh vô nó crit nó phản đam, nó tự chết luôn là như vậy thì ở đây mình nghĩ nó chậm hơn chút nó chậm hơn 10 giây à, không biết anh đánh làm sao mà năm chín giây ha à, chắc có thể là dính dot hết chăng ok đánh thêm một lần cuối này nữa rồi mình sẽ lóc out cái hạt ra mình trả lại cho anh đến farm thì mình ngày mai mình sẽ làm team con mập nha nói chung team con mập thì nó sẽ dễ đi hơn cái team này tại vì rune yêu cầu nó cũng cũng không, không có cao lắm á Uh, thì con mập thì uh, sẽ đi cỡ chừng một phút rưỡi tới 2 phút. tim con này thì có uh, run ngon với lại có build con hormone killer nên uh, đi nhanh. ok à thêm một điều nữa là con phang khi mà đối phương máu càng thấp thì nó đánh càng đau nha. ok đánh vào đây. ồ đánh hai đót luôn ta. à là có nghĩa là cái bát xịp của cái con chutan con sói đen này á có nghĩa là nó đánh một lượt thì nó bỏ đót là một lượt, còn đánh hai lượt nó bỏ đót lên hai lượt. ok nào giờ mình không chơi con ta nên mình không có biết luôn á mà nhờ có anh elvin á mình mới mới thấy được cái tim này mình mới mượn được ạt mình làm uh, clip cho mấy bác coi đó nên là hãy thả tim cho mình và anh elvin nha ok đánh vào đây xong rồi trừ giá ok tiếp uh, ok nó đánh vào này nó sẽ mất máu thôi tại vì uh, cái uh, bắt xịt của con này là gì mà thì mình nghĩ cái này là một phút uh, 20 giây giây là một phút mười mấy giây tại vì bỏ đót lên không có thành công nhiều lắm. Ok, coi mình sẽ được cái gì đây? Một phút mười sáu giây. Ok cũng được. Nói chung, nói chung là lúc nào nó cũng một phút bao nhiêu đó giây hết đó. Quýt đam bốn. Cái này Không biết con nào đi luôn, con sói, con sói này bỏ vào con sói này cũng được Nhưng mà con sói này không phải hệ support ờ, Và sau đó là mình sẽ làm một cái video để giải thích cái artifact này là như thế nào nha Cái artifact này bỏ lên con nào là hợp lý và cái loại nào bỏ lên loại nào Và mình đã có một cái nghiên cứu về cái artifact rất là ngon để tăng đam cho những cái con đi speed nha Và uh, cảm ơn các bác đã theo dõi video rất là nhiều Và nếu mà các bạn đó... À, coi đến cuối video thì mình uh, thật sự là mình cảm ơn tại vì mang động lực rất là lớn tới cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau đăng uh, và đừng có quên nhấn uh, đăng ký kênh và nhấn like video nha để cho nhiều người càng xem nhiều người càng biết cái cách đi như thế nào nữa. Và hẹn gặp các bác trong uh, video ngày mai. Bye bye.